Gõ cửa thăm nhà. Siro bộ phế Nam Hà chỉ khai lộ không đường, thích hợp cho người kiên đường, thương hiệu quốc gia Việt Nam. Chương trình truyền hình thực tế mang nhiều cung bậc cảm xúc, đồng hành cùng các MC duyên dáng và hài hước như MC Quốc Thuận, MC Ngọc Lan, và MC Phan Như Thảo. Người đẹp Phan Như Thảo. Phan. Ủa gì kìa. Đến nay Gõ cửa thăm nhà đã phát sóng 230 tập, xoay quanh câu chuyện tình cảm gia đình và khám phá mọi ngóc ngách, trải nghiệm những món ăn gia đình ở các tỉnh thành trên cả nước. Ngon gì không ăn. Chương trình đã gặp gỡ những nhân vật đặc biệt, họ là những nghệ sĩ, những người truyền cảm hứng, mang lại rất nhiều giá trị tinh thần và nhân văn. Diễn xuất là cái đam mê của chị từ nhỏ mà. Nhưng mà nó có một cái là bắt đầu từ 6 năm trước á, thì chị chuyển hướng qua kinh doanh. Chị có duyên với mấy bé cúng á, rồi xong mà chị thấy ngoài đường chị lại cứu về, thì nó lên tới mấy trăm con lận. Mấy trăm con á? Con là chó cứu về từ lò mổ, rồi mấy cái mà bị ghẻ lỡ rồi chủ bỏ cái thùng rác đó là chị đem về. Thì một cái khoản chi phí hàng tháng nó rất là lớn. Chị nuôi 400 con ở đâu? Ở Bà Rịa Vũng Tàu. Anh không biết luôn. Cái phim Quỷ Cẩu vừa rồi là một con chó mà chị cứu từ lò mổ về là đóng trong cái phim Quỷ Cẩu. Nhưng mà chị thích động vật từ bé hả, từ nhỏ hả? Tại vì em thấy tình yêu mà được nuôi, đi làm để nuôi 400 con là phải dữ dội lắm á. Không em, cái gì nó cũng cơ duyên nha. Hồi xưa chị không có đâu, mà từ lúc chị nuôi ba đứa này, cái mình thương nó như con, mình thấy là mình đi đâu nó cũng chờ mình, nó đợi mình, cái mình thương á. Xong cái mình ra đường, cái mình thấy trời mấy con chó kia sao tội quá, cái mình cứ muốn đem về đó, đem về từ từ, có 1 con, 2 con, 3 con, cái từ từ nó lên nào mình không hay luôn. Cái là chị cũng phát nguyện, là chị nói là thôi cũng xin cho chị mua được miếng đất xa xa rồi có một người chăm sóc vậy thôi. Nghĩ một tháng chi phí cỡ nhiêu ta, nghĩ trong đầu chứ cho chừng khoảng vài con chó ăn tháng cho 10 triệu đi, rồi người quản gia tháng cho 10 triệu nữa. Nhưng mà đầu cái gì nó cũng phải nó vượt qua quá cái tưởng tượng của mình. Cái em đã có một cái chỗ để mà em cho tụi nó tá túc rồi, thì em đi ngoài đường em thấy em phải cứu. Bây giờ là 400 con chó đó, chị sẽ cần bao nhiêu chi phí mỗi tháng để nuôi các bạn và chăm sóc sức khỏe rồi mọi thứ cho các bạn? Nói chung là gói ghém những cái khoản mà phải bắt buộc, ví dụ như là ba người chăm, rồi một bạn quản lý, là hiện tại của chị là 4 người, mà phải chia ra 2 chỗ tại giờ nó quá đông. Một chỗ là tách ra là những bé mà bệnh, những bé bị tật là ở nhà bạn quản lý. Thì nếu mà gói gọn những cái bắt buộc ha, thì mỗi tháng cũng phải là gần 100. Trăm triệu. Còn nếu như mà tháng nào mà chị làm được á, thì chị mua thêm đồ thưởng, chị mua chả lụa này kia chị gửi xuống. Đó thì những cái khoản đó là cứ vài triệu, lâu cái vài triệu gửi xuống là chuyện bình thường. Đó thì chị làm được thì chị sẽ cho nó ăn ngon hơn. Vài tháng là em phải cho uống thuốc sổ dung nè, chích ngừa đó là những cái chi phí bắt buộc phải có. Với lại chị may mắn cái người đồng hành của chị hiện tại bây giờ là bạn đó đang là bạn quản lý, thương chó vô điều kiện luôn. Nói chung là cái cơ duyên để chị gặp được bạn Phúc đó. Bạn Phúc, bạn tên Phúc. Phúc tên nó cũng như người hả Phúc? Đúng rồi. Mà bận tới mức độ mà chỉ ăn cơm với trái cây thôi đó. Mà bạn là bạn bao nhiêu tuổi rồi? Bạn năm nay là cũng khoảng 30 à. Trẻ luôn. 35 tuổi cỡ đó. Hay quá vậy chị. Anh nói để anh xuống cái trại cuốn của Kiều Linh. Dạ. 400 mấy con chó đó, mỗi lần em mà bước vô chuồng thì nó làm sao? Cái như đó là tụi em là em nuôi theo kiểu mở đó, chỉ có chó bệnh là em mới nhốt trong chuồng thôi, còn để cho nó sống cho nó thoáng giống như ở nhà mình vậy đó anh. Mỗi lần tới là có cái cổng là mở vô đó, em có mấy cái clip em quay lại đúng không, em xuống thăm á, là nó ào ra. Mà giống như anh thì thật ra chó mà cứu về đó em, là con chó mà nó đâu biết mình cứu nó đâu, ngay lúc đầu tiên về là nó tự vệ ghê lắm, thậm chí nó cắn lại em luôn á. Nhưng mà chỉ là mấy ngày đầu thôi, xong cái rồi biết là nó đang được cứu rồi đó, cái tự nhiên nó thương mình lắm, xuống là nó biết hết em ơi. Nó giống như là nó có một cái linh cảm gì đó, nó biết mình là người cứu nó đó, nó thân thiện với mình, nó lại nó ôm mình mà đâu phải gặp mỗi ngày đâu. Dễ thương quá. Là anh có làm một ca sinh năm kỷ lục của Việt Nam luôn. Đúng rồi. Và cô gái đó, mẹ bỉm đó là đã từng tham gia chương trình chat với mẹ bỉm sữa của em. Ủa vậy hả? Đó, cho nên em rất là biết rõ về cái trường hợp đó. Bây giờ là anh có thể chia sẻ lại một chút xíu cho khán giả nghe về cái trường hợp gọi là hy hữu đó không? Thì giờ mấy bé cũng lớn hết rồi, giờ anh là học lớp 3, lớp 4, lớp 5 gì rồi. Dạ. Anh có đó là ca sinh năm duy nhất của Việt Nam mình hả anh? Hay còn những ca khác nữa? Nó thật ra là mình làm hiếm muộn á, mà đa thai á là đâu ai mong muốn đâu. Mình làm chủ yếu là để cho một bé thôi, còn tối đa là 2 thôi, chứ mình đâu có mong muốn mà nó nhiều đâu. Tại vì em biết nó nhiều như vậy đó, nó sẽ kèm 2 cái nguy cơ. Nguy cơ thứ nhất là em biết nó sinh non cao lắm. Dạ.
mà có những trường hợp mà sanh quá non thì em bé nó không nuôi được luôn, nên là mình đâu có mong muốn đâu. Nhưng mà chị này là chị bị cái hội chứng buồng trứng đa nang, thành ra trứng nó không có rụng được, anh mới cho thuốc kích trứng cho chị. Thì cho thuốc kích trứng thì mình cho thuốc kích trứng là trứng nó lên nó quá nhiều, tại vì buồng trứng đa nang nó khó kích trứng lắm, em kích mà cái liều mà nó thấp quá thì trứng nó không lớn. Còn kích mà cái liều mà nó hơi cao chút xíu thôi thì nó trứng nó lớn rất là nhiều. Thì trứng lớn nhiều thì em biết là nó lớn nhiều thì nó sẽ kèm với đa thai. Thì khi mà trứng lên nhiều quá thì anh lúc đầu là tính là làm bơm tinh trùng với chị, nhưng mà cuối cùng trứng lên nhiều quá thì thôi anh nói thôi để cho quan hệ tự nhiên. Thì chỉ mới quan hệ tự nhiên thì siêu âm là thấy ra đó. Lúc đầu siêu âm là thấy 4 mà 3, 2, 4 gì, tại vì khi mà đa thai những cái túi thai nó che nhau mình khó thấy hết lắm. Xong rồi với cái nữa là cũng phần tâm linh nữa. Chị á, ba mẹ của chị á là cũng đi chùa cầu con rồi nhiều quá, bây giờ có con không chịu đi giảm nữa. Nên là cuối cùng là để dưỡng luôn. Chị quyết tâm thì anh cũng đồng hành với chị chứ đâu có cách nào khác đâu. Dạ. Cái anh dưỡng anh cũng khám, tại vì cũng gần nhà đó nên anh cũng theo dõi sát cho chị lắm. Tới lúc mà được 30 tuần anh nói 30 tuần là nhẹ rồi, thở nhẹ rồi. Tại vì 30 tuần em bé nó ra là sống khỏe rồi, em bé nó đủ trưởng thành nó để sống rồi. Thì lúc đó anh đang chơi đánh cầu bên sân vận động Phú Thọ. Chị điện chị nói bác ơi em đau bụng dở ối rồi. Xong là anh đang đánh cầu anh bỏ anh chạy về bệnh viện này đó. Chạy về là xong là vô anh mổ cho chị luôn đó. Em biết cái ca mổ đó nó căng lắm, tại vì sao em biết cái tử cung mình bình thường chứa một em bé, bây giờ chứa 5 em bé, em tưởng tượng nó như thế nào. Giống như cọng dây thun mà em giãn ra gì thôi, bây giờ nó giãn gấp 5 lần như vậy đó, thì cái nguy cơ là gì? Nguy cơ là khi cái cọng dây thun đó nó sẽ không co lại được. Có nghĩa là khi mình lấy em bé ra, cái nguy cơ lớn nhất là cái tử cung nó không gò lại được. Mà nó không gò lại được thì nó sẽ băng huyết, là chỉ có cắt tử cung thôi. Thì lúc đó anh vô anh mổ cũng rất là căng, vô anh mổ rất là nhanh, anh bắt 5 em bé là nhanh hết trơn, xong xuôi hết trơn rồi bắt đầu anh cho thuốc. Thì cũng may mắn là tử cung nó gò lại tốt, mà anh mổ cả nó cũng rất là nhanh, xong rồi sau đó ra là em bé nó cũng tốt, chị cũng ổn chơi, cũng mừng. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Đi vô luôn. Vô. Một mẹ nhớ xinh xắn nhỏ nhắn như vậy mà sanh được 5 em bé bự cho bá rồi. Dạ con chào bá. Xin giới thiệu với mọi người, đây là bà mẹ sinh năm và là một trong những cái trường hợp rất là hy hữu của Việt Nam mà do chính tay bác sĩ đỡ đó. Trời ơi. Bữa nay anh cũng bất ngờ, đâu có biết em đâu. Anh nãy giờ anh tưởng tượng là đem tặng quà, anh cũng là anh ra nói. Rồi đâu, bạn nào là bác đón ra đầu tiên, bác có nhớ không? Bác nhận ra được không? Đau quá sắp quên mất. Đâu, bạn nào là lớn nhất? Hai phải không? Cả. Cả đâu? Con là anh cả hả? Cả nè. Hai hả? Hai. À, hai kia hả? Thứ ba mà. Tụi con có biết là khi mà tụi con ở trong bụng của mẹ là được bác á, là bác ngày nào bác cũng thăm, cũng khám cái bụng của mẹ. Rồi bác là cái người mà ẵm tụi con từ cái bụng của mẹ đi ra ngoài thế giới. Tụi con biết điều đó không? Dạ biết. Thấy à, thời điểm đó là mẹ bầu cái bụng chắc bự dữ ha anh? Khoảng bao nhiêu ký ta? Bự dữ hỏi thân nè, bụng sao hỏi thân nè. Mới bự bao nhiêu mà em đứng đâu là phải có cái bàn để mà kê lên. Đúng rồi. Có làm cái đai để đeo lên không? Đi ra đường á? Không, em ở nhà suốt luôn á. Không có đi ra ngoài đường được. Rồi bữa nay sinh nhật của bác rồi, tụi con có muốn nói gì với bác không? Chúc mừng sinh nhật bác sĩ Thành. Chúc bác lát một ngày tốt lành. Khỏe. Đúng rồi. Làm việc thành đạt rồi. Cảm ơn các con. Nhân dịp sinh nhật của bác, em cũng chúc bác là sẽ mạnh khỏe để mà giúp cho nhiều chị em được có cơ hội được làm mẹ. Giống như hồi đó em cũng rất là may mắn khi mà được biết tới bác á, trong cái quá trình mang thai nè, rồi quá trình dưỡng thai, rồi quá trình sinh đẻ là của một tay bác hết. Em rất là cảm ơn đã được gặp bác. Tốt quá. À. Về phòng khám gì gần nhà em rồi. Dạ đúng rồi. Nhưng mà em giờ em sợ lắm rồi. Song song những niềm vui, nụ cười đó, chương trình đã không ít lần hàn gắn tình cảm các gia đình của các nhân vật khó bày tỏ nỗi lòng với thân nhân của mình. Cái người mà thấy máu bầm trong mắt em nè, người chứng kiến em bị đánh là chị hai em. Người chứng kiến em bị đánh là chị hai em. Em không chứng kiến. Nhưng mà chị là người muốn chứng ngộ gà lan chứ em không chứng kiến. Và biết cái chuyện là ba đánh em. Đúng. Nhưng mà khi mà bài báo lên chị hai lại là, trong khi tất cả mọi người chửi em, người dưới quê chửi em, tất cả mọi người thiếu đều muốn bắt xe lên đây đánh em, thì chị hai lại không bình em. Em đã không nói một tiếng nào hết, thì tại có nghĩa là trong chuyện này ba em sai, bé Đào cũng sai, em đã nín thinh luôn, em không nói luôn. Tại vì ba em dù có sai đi chăng nữa ba em cũng mất.
mà đó là ba em, ba của ba đứa hết. Thật sự em thương Đào lắm. Em ở dưới quê á, em sướng lắm chứ không phải là em khổ. Em đi lên đây, em phải đi kiếm nhà trọ trước cho Đào ở. Rồi em lên đây, lúc đó bị gạt không có tiền, em phải đi làm hộ. Nó cực chưa từ thấy. Lúc em về em tưởng em chết không á, mà cũng gắng em làm. Nhưng lúc đó chị em cũng bình thường. Bây giờ anh hỏi em, nếu như mà trường hợp ở dưới quê bà con ta lên đây ta đánh Đào rồi sao? Vậy chắc cũng phải binh thôi. Chứ giờ mình làm sao vậy? Bà con nhà mà hỏi chứ đâu có ai giúp đỡ mình đâu. May là cái chuyện nó không xảy ra. Em mình nó sai. Em mình chứ không phải là em ai. Dạ. Có phải người dân hay là con ba, con mẹ, con riêng đó. Em mình nó sai. Thế sao em không bảo ban, sao em không dạy? Em đã nói với mẹ, tại vì em với bé Đào từ đó giờ là nói chuyện không có được nhiều. Nếu như không có một cái bữa ăn ngày hôm nay, liệu cái mâu thuẫn này nó kéo dài tới khi nào? Và hai đứa có biết cái người khổ nhất là ai không? Em biết. Em biết nhưng mà em không giải quyết được. Có nghĩa là hai tụi em không nói chuyện lại được với nhau á. Cho nên là em cũng đã nín thinh hết luôn. Em không có làm cái bất cứ một cái gì hết. Nhưng mà cái nín thinh đó của em nó rất là nguy hiểm. Tại vì cuộc đời của cô là khổ từ nhỏ rồi. Bây giờ chỉ cần tụng tịnh thảo thôi. Nhưng mà không cần gì là mẹ vui rồi. Có nhiều đêm mẹ thức trắng đêm mẹ khóc đâu biết. Có ai biết. Tại vì mẹ cũng đâu có lên trên ngủ chung với Đào, nằm dưới này ngủ. Từ nào giờ là mẹ chưa có chỗ nằm mà để cho nó được trọn vẹn. Và em xin lỗi chị. Vậy rồi. Em làm đứa biết đau lắm. Thôi mình nhận quà. Lúc nào nó cũng ban hết. Đến giờ phút đó nó cũng vẫn còn ban đó. Bà chị Việt cũng nghĩ là nó bỏ nhà đi cũng bởi vì nó ba nó luôn. Nó về với ba nó mà. Giận dữ. Giận chứ. Nhưng mà cũng tùy theo số phận thôi. Tại vì trong khi đó mình đã đem về, mình chăm, mình lo đủ thứ việc mà đã vậy quay trở về đó. Tại vì ba nó ở Tây Ninh. Nó bằng mọi giá nó về trên đó với ba nó mà. Thật ra giận thì là một phần, nhưng buồn và tủi thân thì nó rất là nhiều. Có cảm xúc lắm chứ. Nhưng mà mình không có nói ra được. Tại vì con nó thương cha thì thương, gần thương mẹ thì thương. Thì chuyện của nó. Tại vì mình đúng là không có gần gũi thì không hiểu được nhau gì hết. Nãy giờ mẹ nói có cái gì nó không đúng không? Đang có quyền phản biện lại chứ. Hồi nhỏ chắc là em sẽ phản biện lại. Nhưng mà lớn lên em nghĩ là em nên sống thật với điều đó là đó là em thương ba. Đó giờ là em thương ba. Nhưng mà em không muốn nói tại vì em sợ. Em sợ gì? Cha mẹ buồn. Không. Mà thật chất giận, bây giờ mẹ Diệp có buồn không? Cái chuyện đó là cha với mẹ nó muốn thương ai là nó thương, chuyện đó vậy thôi. Mình chỉ cần một tiếng nói của nó thôi, ba nó nằm bệnh viện mà nó hỏi mẹ ơi, bây giờ ba tính làm sao? Là mình hiểu được là nó muốn đem về chăm ba nó rồi. Mà đầu 21 là ba nó bị tai biến đó. Là Diệp cũng vẫn đưa ba nó về nuôi. Mà con gái mới bị lớn mà. Nó chưa có chồng làm sao chăm ổng được. Diệp phải đích thân Diệp chăm. Chăm từ A tới Z luôn, chăm ổng như một đứa trẻ. Nó nói chăm em bé sao chăm ổng y vậy đó. Ờ giờ là ba đâu rồi? Dạ ba em ở Tây Ninh rồi, ba em muốn về chợ nó hơn. Rồi bây giờ ai chăm ba? Ở trong bệnh viện có người làm mấy cái đó thì em có thuê mấy chị làm.
có rất là nhiều điều muốn nói với mẹ. Thảo đọc đi ha. Đang có thư cho mẹ hả? Ừ, đó. Em xin phép đọc cái thư này của Đan nha. Mẹ Diệp ơi, con gái của mẹ nè. Đây có lẽ là lần đầu tiên mẹ nhận được thư của con đúng không? Hôm nay con chỉ muốn nói ngắn gọn với mẹ vài điều. Đầu tiên là mẹ không được khóc khi đọc thư nha. Con biết mẹ hay khóc, nhưng hôm nay lên hình mẹ phải cười, vì đây là lần dũng cảm để con thổ lộ với mẹ. Con muốn xin lỗi mẹ về một chuyện mà làm con cắn rứt suốt thời gian qua. Mẹ nhớ năm con 15 tuổi, con đã bỏ nhà đi không? Tuy là chuyện đã qua rất lâu và mẹ con mình đã có thể vui vẻ khi nhắc về nó rồi, nhưng tận sâu con biết đó là lần duy nhất con khiến mẹ phải khóc và thất vọng nhiều đến vậy. Mẹ cho con xin lỗi mẹ nhiều. Từ nay mẹ con mình cứ hạnh phúc và vui cười được không? Con sẽ mãi làm mẹ tự hào và không bận lòng về con. Con hứa, con của mẹ Huỳnh Như Đan. Em có nghe câu là thân cò lặn lội bờ ao, Phùng Ngọc lại được khán giả biết đến với một cái vai là tên cò. Ý anh nói là thì cái em con cò nó là... khổ hả? Dính vô con cò nó cái khổ. Tên cò đó nó vận vào với cái cuộc đời. Ồ, nó thấm có vô bao giờ em suy nghĩ về điều đó? Dạ. Có chứ. Em tên Ngọc mà coi như thằng Ngọc không có. Sống trong cái phim luôn à. Có nghĩa là mình được sinh ra mình tên Ngọc, rồi sau này mình làm phim cái nhân vật đó như vậy đó, nhưng mà thằng Ngọc chết rồi, giờ mình sống cho thằng cò thôi. Ai cũng kêu thằng cò, rồi mình cảm thấy cái tính cách của thằng cò, rồi cái hoàn cảnh của thằng cò nó rất là trùng với mình. Cái nhân vật đó làm sao nó gắn liền cái duyên của mình, hay là mình là nó, mình sanh ra để mình với nó là một đó. Trời ơi, anh nghe em nói cái câu mà anh tự nhiên anh bị nhói trong lòng. Như mình tên Ngọc mà thằng Ngọc nó đã chết rồi, cái chữ cò nó cứ theo mãi, ai cũng kêu cò nè. Anh được biết là em có một người mẹ nuôi. Đúng rồi, mẹ là cô Quỳnh Thanh Diệu. Đúng rồi. Rồi cái cơ duyên nào mà em gặp cô Diệu? Xong cái phim Đất Phương Nam là đi làm cái phim Đôi Bạn không có nhà ở. Với lại cô thấy là mình mồ côi nữa, thành ra cô thương, cô đến nói với chú Vinh Sơn là sao tìm cách liên lạc với mình. Nói thôi xuống đây đi, cô cho đi học. Nói chung là nuôi như con trong nhà. Cô cho anh đi học luôn rồi nuôi. Vừa đi học vừa đi làm, học bổ túc giáo dục thường xuyên đó. Hôm nay thì anh có một món quà nữa để mà tặng cho Phùng Ngọc. Đây là món quà tinh thần thôi nha. Và món quà đó từ ai? Đúng là quá lâu rồi không gặp con. Đó cũng là một cái chuyện mà cô cảm thấy thực sự là không phải. Vì ban đầu với cái ý nghĩ là con về quê là có ba, rồi tưởng là con có vợ, cho nên từ lúc mất số điện thoại với nhau thì cô vẫn đinh ninh như vậy mà không tìm con. Đó là một cái điều mà cô bây giờ cô cảm thấy thực sự không phải. Tình cảm của cô với con không thể như vậy, không thể đơn giản là mất một số điện thoại là mất luôn một liên lạc. Con nhớ không, cái lúc mà cô gặp con là chỉ vì là cô xem phim mà cô thích cò thôi. Cái thứ hai nữa là sau đó thì nghe chú Vinh Sơn nói về tất cả những cái chuyện về con. Thì cô nói với chú Sơn là rủ con về nhà ở. Con cũng biết chắc chắn là cô không phải là một cái người có lòng tốt hay lòng nhà từ thiện gì hết. Cô đem con về ở như bất cứ một cái người nào khác mà đang không có chỗ ở mà không tính được trường học. Con về nhà cô bắt đầu rất là đơn giản như vậy. Chắc chắn là con còn nhớ đúng không? Chính vì vậy cho nên là tự nhiên cái quan hệ đó trở thành một cái quan hệ gia đình rất là tự nhiên. Và cách con thương em Nguyên, thương cô cũng như là cô thương con đã trở thành một đứa con khác của cô. Cô nhớ là cái mùng một Tết năm 2000 hay gì đó, con mang mua một bộ đồ mới cho cô và sách chuyện danh cho em. Con máng ở cửa nhà vì con gọi không được, thì con đi thì cô không gặp lại.
ban đầu thì cứ nghĩ là thôi bớt bận rồi mình sẽ gặp, chứ không nghĩ có một cái thời gian quá dài đến mức mà chính bản thân cô bây giờ nhìn lại cô thấy rất là có lỗi. Con có nhiều cái công việc rất là giỏi, cô cũng đinh ninh là con sẽ sống tốt, mà đặc biệt là khi con làm cái tiệm hớt tóc, nếu mà có điều kiện tạo cho con thì con có thể làm một cái tiệm lớn đàng hoàng, có thể hẳn hoi như một cái ông chủ. Cô hơi bị chủ quan là cái khả năng tự lực của con như vậy, cho nên là nhiều khi cứ công việc trôi qua rồi những cái hoàn cảnh của cô thế này thế nọ rồi mãi đến bây giờ mới gặp lại. Và thực sự khi bây giờ gặp lại thì cô muốn là cô với con phải nói với nhau một chuyện từ bây giờ trở đi. Cô mong muốn là tất cả những cái gì của con thì cô muốn được biết, và nếu có điều kiện thì trong những cái đó mình sẽ tính với nhau là mình sẽ làm cái gì, mình sẽ sống như thế nào. Thực sự cô muốn làm cái chuyện đó rất là nghiêm túc, và cô muốn hai cô cháu nghiêm túc để đúng cái tình cảm mà mình đã dành cho nhau. Tao không biết nhớ ai hết à? Vậy mẹ không nhớ mẹ mày hả? Sao mà có này vậy? Đó là một cái điều mà nói sao nữa cô ơi. Hồi nào giờ con với cô, khi mà cô gặp con hoặc là con gặp cô ở bất cứ nơi nào, con cũng kìm nén ở trong lòng của con hết á. Nhưng mà thật sự là con chỉ nói với cô câu cuối cùng là trong lòng của con lúc nào cũng có cô với bà con, với một người vợ của con. Ba người này bao giờ quên. Còn hiện bây giờ con đang bế tắc lắm con. Con thật sự là cái xe mà cũng không có đi nữa. Đầu óc con nó không quẩn quá, con không biết dùng cái từ nào để mà nói lên cái tình cảm của con với cô, đối với cô. Nhưng mà sau khi con nghe những lời cô nói, trong lòng con lại gợi lại những năm tháng mà cô nuôi con. Cho tới bây giờ con cũng chưa có gì báo đáp cho cô. 40 mấy tuổi rồi mà chưa có cái gì trong tay hết. Con cũng biết là cái số phận của con vậy, hay là cái bản tính của con làm ra cho con vậy nữa. Con hy vọng là để con có xe đi rồi con sẽ về thăm cô. Cô chờ con nha. Hãy cùng đón xem Gõ Cửa Thăm Nhà phát sóng khung giờ mới vào ngày 8 tháng 9 năm 2024, 22:30 chủ nhật hàng tuần trên kênh MCV Media.